biểu tình bạo động đã xảy ra tại thủ đô Tunis của Tunisia. Hàng ngàn cư dân bản xứ vào ngày thứ Bảy 6 tháng 2 đã cùng nhau xuống đường biểu tình tại thủ đô Tunis của Tunisia để lên án lệnh phong tỏa của cảnh sát. Đây được xem là phong trào tuần hành lớn nhất được ghi nhận tại quốc gia Bắc Phi này, ngay vào thời điểm đại dịch COVID-19 đang ngày một lây lan ra khắp nơi. Giao thông trên các ngã đường đều bị đình trệ vì mang xuống đường đông đảo. Mục đích của sự kiện này là để đánh dấu ngày giỗ của một nhà đấu tranh nổi tiếng, vốn từng bị sát hại vào năm 2013. Mặc dù quyền tự do con người đã dần được chính phủ tôn trọng sau phong trào nổi dậy mùa xuân Ả Rập, thế nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế vẫn là nỗi bất mãn của người dân Tunisia.